Chào tất cả các bạn nhé. Đây là một số loài cỏ bên mình trồng thực tế. Thì hôm nay thay ra cho tao ăn đây. Tên cỏ này là cỏ Sudan Lai các bạn ạ. Bên mình thuộc trang web là giống cỏ giá rẻ.com.vn. Bên chuyên phân cấp các loại giống cỏ chăn nuôi. Các bạn xem đây là giống cỏ mà bên mình trồng thực tế đấy các bạn. Cây cho ăn cả cây. Ngon. Tất cả cây cho ăn luôn. Mềm không? Quả này ngon. Ngon. Các loại giống cỏ bên mình chăn nuôi thì đều rất non mềm và nhiều chất dinh dưỡng và thuộc chủng loại giống cỏ cao sản. Các bạn muốn biết chi tiết thì truy cập theo cái đường link trong phần mô tả bên dưới hoặc là bình luận dưới video này thì sẽ có người tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Còn đây lại cho hết luôn. Cái loại cỏ này ngọt hơn này. Sudan Lai ngọt. Đây là cỏ voi. Đây là cỏ voi. Người ta thường gọi là cỏ BA06 đấy các bạn ạ. Loại cỏ này thì thân của nó hơi cứng một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên trồng để nuôi các loại vật nuôi lớn. So với cái loại cỏ trước đây, đây là cỏ Sudan Lai này thì nó cứng hơn. Cỏ này, cỏ Sudan Lai này thì nó mềm hơn. Con nghề nên sửa nó mà không ăn. Ăn khi mua, nó ăn khi mua thì ăn luôn. À. Chui ra. Cũng tự chui ra. Ừ. Dơn sợ. Thôi nó đang nằm đây. Để biết. Bố lo hắn. Chắc. Các bạn vừa được nghe đó là giọng Nghệ An địa phương của bên mình các bạn ạ. Bạn nào quan tâm thì có thể đến tại Nghĩa Đàn Nghệ An để tham quan nhé. Mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi tham quan tất cả các loại giống cỏ. Bên mình là chuyên cung cấp các loại hạt giống cỏ chăn nuôi, dòng cao sản và phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao để áp dụng vào mô hình. Bên mình là không có trâu để cho nó ăn, thì hôm nay mới sang nhờ trâu các hộ chăn nuôi xung quanh ở đây thì để test xem trâu ăn có tốt không. Thì các bạn đang xem đấy, cỏ này trâu ăn rất tốt đấy. Nếu mà bạn nào muốn biết thêm một số loại giống cỏ chăn nuôi nữa thì có thể truy cập vào trang web giống cỏ giá rẻ.com.vn thì để xem thêm. Còn bạn nào muốn mua các loại hạt giống cỏ thì có thể là bình luận ở dưới video này thì sẽ có người tư vấn cho tất cả các bạn. Hoặc là liên hệ với các số điện thoại của bên mình thì bên mình sẽ có người là tư vấn thêm để cho tất cả các bạn hiểu thêm về một số các loại giống cỏ chăn nuôi phát triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ở video này thì mình mới quay cho tất cả các bạn là hai loại giống cỏ thôi. Thì thực chất là còn nhiều các loại giống cỏ nữa. Thì hôm sau mình sẽ làm video khác để quay cho tất cả các bạn xem. Bạn nào thấy video mình hữu ích thì like video này và ủng hộ cho bên mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đoạn video này. Xin hẹn gặp lại.